Hello, xin chào toàn thể mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay Thanh Trúc lại rất là vui lại tiếp tục được đón đoàn khách của các bác về tham quan đảo cảnh Tây Bắc nha. Thì bây giờ trước khi vào cái video của buổi hôm nay, Thanh Trúc muốn chia sẻ với mọi người thì Thanh Trúc cũng không quên gửi tới toàn thể tất cả các anh chị trên mọi miền tổ quốc đã luôn nhiệt tình và đồng hành cùng kênh đảo cảnh Tây Bắc. Và các anh chị thân mến ơi, bên dưới màn hình nhá, là cùng Thanh Trúc theo dõi hết cái hành trình mà hôm nay Thanh Trúc đón đoàn anh khách này, chưa biết là đến từ tỉnh nào đây. Ê, quay hành trình đường ở quê miền Tây Bắc cho mọi người cùng xem nhá. Đây, Thanh Trúc đang trên đường ra để đón các bác ấy. Đấy, đường thì nó cũng hơi lòng vòng một xíu nhưng mà cũng không có đèo lắm đâu. Nên là các bác đi xe riêng cũng rất là thoải mái nhá. Hỏi vào đi xe một tí thôi mà. Được cái là thời tiết hôm nay thì cũng rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Đang hỉnh nắng rồi. Không bị lạnh lắm. Không nhiều sương lắm mọi người ạ. Thôi em sẽ quay ngắn cái đoạn này thôi vì nó lắc lư quá. Các bác đừng rời màn hình nha các bác ơi. Cũng có rất là nhiều anh khách ngại lên hình. Thanh Trúc cũng sẽ không chia sẻ, nhưng không biết là đoàn khách hôm nay thì có cho Thanh Trúc chia sẻ lên với mọi người không. Thì mọi người cứ theo dõi hành trình của Thanh Trúc hôm nay nhá. Mọi người ơi, Thanh Trúc thì quay video ấy là rất là mộc mạc và chân chất thôi nhá. Đấy, ví dụ như là có nhiều bác là cũng không muốn lên hình là Thanh Trúc cũng sẽ không cho lên đâu. Đó, còn không biết là các bác hôm nay thế nào, nhưng mà Thanh Trúc cứ quay ra đến đấy nha. Xin phép các bác, nếu mà các bác cho lên hình thì Thanh Trúc sẽ chia sẻ lên để mọi người cùng xem. Mục đích là cũng chỉ muốn ghi lại cái khoảng khắc những cái điều tuyệt vời thôi. Nói chung là những cái gì nó xảy ra với cái cuộc sống của mình, những cái điều tuyệt vời đấy là Thanh Trúc muốn ghi lại. Cũng như là muốn chia sẻ đến tất cả mọi người về quê hương Tây Bắc của Thanh Trúc, với cả là về cây đào cảnh Tây Bắc ấy các bác. Thanh Trúc là rất là tôn trọng tất cả mọi người, vì là ghi hình của bất cứ ai cũng thế. Có nhiều người không muốn lên hình thì mình cũng tôn trọng. Với Thanh Trúc thì tất cả mọi thứ, cuộc sống diễn ra bình thường thì mình cứ bình thường như thế. Rồi, chắc là sắp đến đây là bác ấy xuống ở cái vòng chuyến đây rồi. Sắp đến rồi các bác mình ơi. Bác đang xem video không, anh tua nhanh video nhá. Đây, chắc đây à. Xe xanh. Biển 30 chồng ạ. Xe xanh biển 30 khả năng phải. Đâu nhỉ? Anh ơi. Đây em đang đứng cầu đây ạ. Anh đang anh đội mũ trắng đúng không? Anh đội mũ trắng à? Anh đi đỏ gì ạ? Tiến lên nữa. Đây rồi. Vâng, chắc đây đúng, đây đoàn đây là không mở cửa xe. Chị ngồi cùng xe các bác ấy luôn để đi chứ. Chị sang xe bên này nhá. Chị ngồi bên này thôi. Ôi giời, vợ em đánh xe ngoài này đố tí qua được đoạn này. Mọi người ơi, đến khúc này thì mấy anh em đã đi vào vườn để tham quan cây nhá. Và cũng chọn được một số cây rồi đấy mọi người ạ. Do là video dài nên là cũng sẽ không quay được nhiều ấy mọi người. Ở đây thì là đào thất thốn. Ở đây thì các anh chị cô chú đang đánh cái cây bầu lên này là đi cho vào chậu ấy mọi người. Còn Thanh Trúc với lại các bác vẫn đang là chọn cây đào cảnh Tây Bắc. Tiêu chí đạt chuẩn cây của các bác ấy là thân cây phải mốc, tay cành phải đẹp, dăm phải dày. Trong suốt buổi đi chọn cây thì vui nhất là các bác ấy nói là cứ thấy cây đào là thấy Tết rồi. Có bác nào như chúng em không ạ? Anh rất là tươi. Anh cấu hẳn bông.
nhìn đào biết phải chết. Trên đường hôm qua em nói qua em nói đào đỏ, anh biết là đào giống gì. Hey, hello, xin chào mọi người, anh giới thiệu anh đó. Đi tên tôi là Kiều, ở coi như là thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Nên đào là coi như thực sự là đào Tây Bắc rất đẹp. Đó. Mong coi như là khách hàng coi ủng hộ coi như là em Thanh Trúc cũng như là cả anh nữa. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Ấy các bác ơi, các bác thấy khách hàng bên nhà em dễ thương không? Anh ấy là một người anh lớn tuổi nhưng mà rất là nhiệt tình, từ thành phố Việt Trì lên thăm đạo cạnh Tây Bắc. Và hôm nay đây, vườn này là vườn của anh rồi. Bây giờ chủ nhân là của anh ấy rồi. Thôi bây giờ em ra xe rồi. Đi nữa. Không được phím cho nó vào nó đi nữa. Anh nhờ đi sắm Tết đi. Sắm Tết. Đây coi như là cái 75 này đúng không? Chị Cao. Vâng đúng rồi. Em bảo anh là anh chọn thêm cái hàng này nữa, nếu không thì lại phải kênh đào đỏ lên nhiều. Dạ. Nếu vậy thì phải kênh đào đỏ lên nhiều, nếu anh không chọn ở đây thì sẽ là chọn bên đào đỏ kia. Đây là đoàn anh em. Coi như là ra bây giờ ra cái vườn đào coi như là vườn ngoài kia anh. Đây xuống vườn này. Vâng, đúng rồi, ở gần. Lên xe đi. Đi ra cái vườn ở đầu ngoài này xíu. À, đi ra đầu ngoài, đi ra đi. Tây Bắc không có gì ngoài đào các bác ạ. Đây, chủ nhân của vườn này là của bác thành phố Việt Trì đây. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, như vậy thì hành trình buổi sáng hôm nay Thanh Trúc với cả là anh Kiều. Anh Kiều thì là ở Phú Thọ, Việt Trì. Hai anh em hành trình buổi sáng thì đi chọn cây. Cho đến giờ phút này thì hai anh em cũng đã hoàn thành chỉ tiêu công việc của hai anh em mình sáng nay là đã hoàn thành một xe công nhỉ? Anh là công. Đi một chuyến xe 16m, công 16m. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với hai anh em. Và mọi người ơi, mọi người ở thành phố Việt Trì nhé. Mọi người liên hệ với địa chỉ của anh Kiều bán ở chỗ nào nhỉ? Bán ở quảng trường. Quảng trường Việt Trì nhá, anh em nhá. Rồi anh em qua đó để thăm cây, đào cảnh Tây Bắc rất là đẹp. Rồi anh Kiều, anh muốn nói gì với mọi người? Okay. Cảm ơn coi như là anh em coi như là xem coi như là video của coi như là cùng với của hôm nay là mua hàng của Thanh Trúc. Dạ vâng. Thành công. Vâng. Coi như đào của coi như là Tây Bắc thực sự. Dạ vâng. Thì giờ này coi như là cũng cảm ơn tất cả toàn bộ anh em trong video coi như xem clip của Thanh Trúc. Vâng. Cảm ơn tất cả mọi người và xin chào hai anh em, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người.